Dạ, em xin chào các anh chị. Hôm nay Osan sẽ giới thiệu cho các anh chị về một sản phẩm, đó là Helagon 24K. Đây là một loại serum, thì nó phục hồi, cải thiện những dấu hiệu lão hóa da nè. Rồi nó giúp cho mình nó se khít lỗ chân lông trên khuôn mặt nè. Rồi nó sẽ làm giảm sạm nám những vết nhăn hoặc là mụn gây ra tổn thương trên da mặt của mình. Thì loại serum này nó sẽ phù hợp với độ tuổi 25 tuổi cũng được, hoặc là những đối tượng có làn da khô ráp nè, làn da bị tổn thương nè, lỗ chân lông to nè, hoặc là làn da chảy xệ nè, thì mình nên dùng cái loại 24K này. Thì các anh chị nên dùng nó vào buổi tối khi da mặt được nghỉ ngơi, sẽ tốt nếu như các anh chị skin care trước khi đi ngủ và xài serum này trước khi đi ngủ, vì lúc mà ngủ thì da nó sẽ được thư giãn, nó sẽ hấp thụ vào da của mình và nó sẽ hiệu quả rất là cao. Nên là nếu như các anh chị muốn đặt sản phẩm này thì hãy liên hệ với số hotline bên dưới để được tư vấn và đặt hàng nha.